Thầy ơi, con đường tiếng Anh là gì thầy? À, con đường tiếng Anh, con là baby, đường là sugar, con đường là sugar baby. Now, sugar baby, sugar baby, sugar baby, sugar baby. Nhớ nha, con đường là gì? Sugar baby. Giỏi. Dạ alo, công an 113 đúng mà. Đúng rồi, có chuyện gì không? Trời ơi, tao nói có một cái nghi phạm, em nghi trốn trại quá mấy anh ơi. Nên bắt lại giùm em đi, nãy giờ ổng giả dạng thầy giáo, ổng đi gieo rắc những điều tầm bậy tầm bạ khắp nơi luôn à. Cái gì mà tầm bậy tầm bạ hả? Anh biết sao không? Học trò hỏi con đường tiếng Anh là gì mà ổng nói là sugar baby, có chịu nổi không? Ủa, vậy chứ không phải hả? Không phải, con đường không phải là sugar baby. Này nha, con đường á là road. Road, đọc là âm O. Nhiều người đọc là road cũng đúng đó. Road, nào mấy anh đọc lại theo em nè. Road, road, thấy chưa? Còn nếu mình không thích chữ road, mình có thể có chữ street. Street, street cũng là con đường. Chưa hết, nếu mà là đường to, đường đại lộ đó, thì mình có chữ avenue. Avenue, chẳng hạn Nguyễn Văn Linh Avenue, hay là ở Nha Trang có Trần Phú Avenue. Đấy, thấy chưa? Còn nếu mình không thích chữ Avenue, mình có thể dùng chữ đường cao tốc, chẳng hạn như là Highway. Highway, chẳng hạn như xa lộ Hà Nội là Hà Nội Highway. Đó, thấy không? Highway, nhớ nha. Còn ngoài ra mình không thích đường bự, mình có thể nói đường nhỏ. Đường làng là mình có chữ Lane. Lane, lane, đó không phải là lane nha, mà là lane. Đó, thấy không? Ngoài ra mình có chữ hẻm, con hẻm mình có alley. Alley, trời ơi, tao nói ai cũng thích uống trà sữa, ai cũng biết đi alley, nhưng mà không biết rằng thứ nhất cái chữ đó đọc là alley chứ không phải là alley, và thứ hai cái chữ này có nghĩa là con hẻm. Alley, alley, nhớ nha. Rồi, chưa hết đâu mấy anh ơi, nếu như mà mình đi bộ đó thì mình sẽ có chữ path. Path, path đơn giản chỉ là cái lối đi thôi. À, cái lối đi thôi. Giống như Lỗ Tấn đã từng nói là trên đời này làm gì có đường, người ta đi riết thì thành đường đó thôi. Thì cái đường đó em nên nghĩ là nên gọi là chữ path. Path hay là pathway gì đó. Mấy anh nhớ giúp em nha. Chưa hết đâu mấy anh ơi. Ngoài ra còn có cái chữ là chữ aisle. Aisle, nhớ cái chữ này nó có chữ sờ đó. Aisle, nhưng mà mình đọc là aisle chứ không phải là isle hay là isler gì đâu nha. Đó, thế aisle là cái lối đi, nhưng do các cái kệ được sắp xếp để tạo thành cái lối đi, giống như ở trong siêu thị, những cái gian hàng nó sắp xếp nó chừa cái lối ở giữa, mình gọi là aisle. Hay là ở trên máy bay có những cái hàng ghế người ta sắp xếp, người ta chừa cái lối đi, gọi là aisle. Đó, bởi vì mình mới có window seat là lối chỗ ngồi gần cửa sổ, còn aisle seat là chỗ ngồi gần lối đi đó. Hay là trong rạp chiếu phim cũng vậy, ở hai bên nó có cái aisle để cho mình đi đó. Nói chung là aisle là cái con đường, cái lối đi do người ta sắp xếp lại đồ đạc mà tạo thành, và thường cái aisle nó ở trong nhà, nó indoor chứ không phải là cái chỗ để mà xe có thể chạy lên được, mấy anh nhớ nha. Rồi, chưa hết rồi mấy anh ơi. Còn nếu mà ở trên bản đồ mình có những cái tuyến đường đó, thì cái tuyến đường là cái cách đi như thế nào ở trên bản đồ. Chẳng hạn mình search Google Maps nè, đường đi từ A tới B sẽ thông qua chỗ này, chỗ này, chỗ này, cái đó gọi là tuyến đường. Hay là xe buýt đi, xe buýt số 8 sẽ đi qua Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, vân vân, cũng là cái tuyến đường. Thì cái tuyến đường trong tiếng Anh mình sẽ gọi là route. Route, route, mấy anh nhớ giùm em nha. Route, route, đó. Và cuối cùng là cái con đường nghĩa bóng, đó là chữ way. Chẳng hạn con đường đến thành công là way to success, hay là con đường chinh phục tiếng Anh là way to conquer English. Con đường này người ta không có bước lên được, con đường này cũng không có trải nhựa, con đường này cũng làm gì có hàng cây. Đây là con đường nghĩa bóng, ý nói cái phương pháp, mấy anh nhớ giùm em nha. Way, rồi.